Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tất cả 13 trên 13 chỉ tiêu đề ra đều đạt kế hoạch. Chiến dịch đã để lại nhiều dấu ấn trong đoàn viên thanh niên và cộng đồng với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh, phát phường đỏ, hành quân xanh và chiến dịch kỳ nghỉ hồng. Thành lập được 1.034 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, chiến dịch đã triển khai 5 công trình thanh niên cấp tỉnh với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, 56 công trình thanh niên cấp huyện với trị giá gần 2 tỷ đồng, 981 công trình thanh niên cấp cơ sở với trị giá gần 5,2 tỷ đồng. Tỉnh đoàn Nghệ An là một trong 24 đơn vị được Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Tại hội nghị, tỉnh đoàn Nghệ An khen thưởng cho 12 tập thể cấp huyện có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Dịp này, tỉnh đoàn Nghệ An cũng phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023.